Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là crush có tình cảm với bạn hay không. Và ở đây mình có 3 tụ bài theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Các bạn cứ chọn tụ bài các bạn cảm thấy thích hoặc là bị thu hút. Mình sẽ trải bài sau vài giây. Và mình có để cái phần thời gian của các tụ ở dưới phần bình luận, các bạn có thể bấm vào đó để đến với tụ bài của các bạn nhanh hơn. Và nếu bạn thấy clip này đúng, thấy hay, đừng quên cho Zin một like và một subscribe nhé. Và các bạn cũng có thể để lại cái chủ đề mà các bạn muốn xem ở dưới phần bình luận. Nếu như chủ đề đó được nhiều lượt like thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ số 1. Điều đầu tiên mình thấy để trả lời cho câu hỏi là crush có tình cảm với bạn hay không thì mình nghĩ là không. Và hiện giờ họ đang muốn tập trung vào công việc của họ hoặc là một sự việc nào đó quan trọng hơn. Hoặc cũng có thể là họ đã có đối tượng. Mình còn cảm thấy là người này có vẻ là muốn tập trung vào bản thân của mình hoặc là tập trung vào cái đối tượng, nếu như họ đã có đối tượng hoặc là có crush của họ. Nên là mình thấy là có vẻ bạn không có chiếm một vị trí quan trọng trong tim họ. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc là một mối quan hệ xã giao, nói chuyện hợp chẳng hạn. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ số 2. Điều đầu tiên để trả lời cho câu hỏi là crush có tình cảm với bạn hay không thì mình nghĩ là có. Và mình cảm thấy cái nguồn năng lượng của bạn đem lại cho họ là một nguồn năng lượng ổn định, chắc chắn, an toàn khi mà họ ở bên bạn hoặc là ở gần bạn, gặp mặt bạn, giao tiếp với bạn. Cũng có một số bạn trong tụ này, có thể là hai bạn gặp nhau qua công việc hoặc là học tập, nói chung là liên quan đến định hướng của bản thân của mình là nhiều. Và mình thấy là trong mắt họ hiện giờ thì bạn cũng có thể là một người, một đối tượng tiềm năng để họ tìm hiểu. Để mà mình nói là cái mức độ thích của họ hay không thì mình nghĩ là chưa có nhiều, như là chỉ là một mối quan hệ tiềm năng thôi. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ số 3. Điều đầu tiên để trả lời cho câu hỏi là crush có tình cảm với bạn hay không thì mình cũng không chắc là người này có, nhưng mà cái cảm xúc người này dành cho bạn có vẻ là nghĩ khá nhiều về bạn, đến mức là bị ám ảnh hoặc là luôn nghĩ đến bạn, bị phụ thuộc cảm xúc vào bạn. Nếu như các bạn trong tụ này có biết đến lực hấp dẫn và sử dụng lực hấp dẫn thì mình nghĩ là bạn đã thành công trong cái việc là thu hút người này. Và mình nghĩ có vẻ là người này muốn gặp lại bạn hoặc là nói chuyện lại với bạn. Và họ cũng suy nghĩ khá là nhiều về cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Và họ đang cảm thấy là họ đang ở trong cái trạng thái bị động nhiều hơn.